Clickbuy đồng hành cùng video này, đặt trước iPhone 13 chính hãng nhận quà cực sốc, tổng ưu đãi lên tới 12 triệu đồng, tặng gói bảo hành kim cương tới 3 triệu đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới, giảm giá lên đời sản phẩm cực sốc, truy cập ngay clickbuy.com.vn để nhận tư vấn miễn phí. Xin chào anh em đã quay trở lại và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ mang tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, tablet siêu bền RAM 8GB màn hình 2K chỉ từ 3,8 triệu. Có thể thấy rằng là trong thời điểm hiện tại là rất phù hợp để các hãng di động liên tục cho ra mắt các mẫu máy tính bảng mới phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lẫn làm việc, họp trực tuyến do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Mới đây thì hãng di động Blackview đã ra mắt mẫu máy tính bảng giá rẻ mới nhất mang tên là Blackview Tab 11. Và mình có thể đảm bảo với anh em rằng đây chính là chiếc tablet giá rẻ có cấu hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Chiếc máy tính bảng này là một trong những mẫu tablet giá rẻ hiện nay được trang bị màn hình 2K, độ phân giải 2000x1200, kích thước 10,36 inch trên tấm nền IPS LCD cho khả năng hiển thị tốt, thậm chí còn hỗ trợ một loạt tiêu chuẩn cấp cao như là HDR, chứng chỉ ở Wi-Fi L1 để stream phim 1080p trên các ứng dụng Netflix, Disney cộng v.v. Về cấu hình thì chiếc Blackview Tab 11 được trang bị thanh RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chip xử lý Unisoc Tiger T618 8 nhân với 2 nhân Cortex A75 2.0 GHz kết hợp 6 nhân Cortex A55 1.8 GHz. Chip đồ họa Mali G52 2 nhân là thừa đủ để hoạt động đa nhiệm mượt mà và chơi được hầu hết các trò chơi phổ biến ở thiết lập đồ họa trung bình thấp. Về phần mềm thì chiếc Blackview Tab 11 được cài sẵn hệ điều hành Android 11 với giao diện DocOS gần giống giao diện Android gốc nhưng mà có thêm một chút tinh chỉnh và bộ chủ đề riêng làm tăng tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó thì giao diện mới cũng hỗ trợ khá mạnh cho công việc với tính năng ghi chú bằng lời nói và khả năng đa nhiệm nhiều cửa sổ cùng lúc. Hiện tại, nhà sản xuất đã có lịch mở bán chiếc Blackview Tab 11 trên sàn AliExpress với giá khởi điểm chỉ từ 180 USD, tức là từ 3,8 đến 4,3 triệu đồng tùy nơi. Hoặc như mọi khi, anh em có thể tham gia mini game trên trang chủ của nhà sản xuất để được giveaway miễn phí luôn. Chuyển tiếp sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Sony muốn biến Xperia thành máy PS5 cầm tay cạnh tranh Steam Deck. Sony là một trong những nhà sản xuất game console lớn nhất thế giới nhưng hãng vẫn chưa mấy mặn mà với việc phát triển phụ kiện gaming cho điện thoại như nhiều hãng smartphone chuyên game khác. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ sẽ sớm thay đổi. Một bằng sáng chế mới vừa được chứng nhận cho công ty Nhật Bản cho thấy là Sony đang nghiên cứu về một tay cầm chơi game mới cho điện thoại Xperia. Điều thú vị là tay cầm này sẽ có thiết kế tương tự như dòng DualShock trên các máy PlayStation 4, nhưng tiên tiến hơn hẳn khi cho phép tách đôi tay cầm thành hai nửa điều khiển khác nhau, tương tự Nintendo Switch hay là của Razer gần đây chẳng hạn. Phần tay cầm cũng hỗ trợ các cảm biến chuyển động hay là con quay hồi chuyển để phát hiện chuyển động của tay người. Dù được mô tả khá chi tiết nhưng mà trên thực tế, một số đánh giá cho rằng tay cầm mới của Sony có vẻ là hơi khó sử dụng. Xét cho cùng thì nếu mà anh em chơi game ở nhà thì bất kỳ tay cầm Bluetooth cũ nào, bao gồm cả bộ điều khiển DualShock và DualSense, đều có thể được sử dụng với cả iPhone và thiết bị Android khá dễ dàng. Nhưng rõ ràng cũng đúng khi một số người cảm thấy cực kỳ thoải mái với cách bố trí nút trên tay cầm PlayStation, tức là một phụ kiện tay cầm chính hãng của Sony để cạnh tranh lại với những Asus ROG Phone hay là Razer chẳng hạn. Quan trọng hơn, nó cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các kế hoạch trong tương lai của Sony và chơi game trên điện thoại thông minh chắc chắn là một phần quan trọng của điều đó trong trường hợp họ không có sản phẩm kế nhiệm cho PS Vita hoặc là PSP nữa. Nhưng bằng sáng chế này cũng không loại trừ việc Sony muốn tích hợp phần cứng khủng chuyên dụng vào thiết bị Xperia trong thời gian tới để có thể trình làng một mẫu máy tương tự Steam Deck của Valve. Khi đó thì giấc mơ chơi game PS4 hay là PS5 chính chủ trên di động mà không phải qua đám mây của game thủ sẽ hoàn toàn trở thành sự thật. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Galaxy S22 tiếp tục lộ ảnh chính thức. Khi năm 2021 sắp kết thúc, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào những sản phẩm công nghệ sẽ ra mắt vào đầu năm tới. Samsung sẽ là một trong những nhà sản xuất mở đầu năm mới sớm nhất bằng việc ra mắt Galaxy S21 FE vào tháng 1, sau đó là Galaxy S22 Series vào tháng 2 năm 2022. Một vài hình ảnh rò rỉ mới nhất tiếp tục xác nhận thiết kế của những chiếc smartphone Galaxy S22, S22 Cộng và S22 Ultra sắp ra mắt. Một tipster đã tiết lộ hình ảnh cho thấy các tấm kính bảo vệ camera sau của 3 mẫu Galaxy S22 xác nhận lại những thông tin rò rỉ trước đây. Theo đó thì Galaxy S22 và S22 Cộng sẽ cùng có 3 camera sau. Trong khi đó thì Galaxy S22 Ultra sẽ được trang bị 4 camera sau và đi kèm với hệ thống lấy nét bằng laser,
Bên cạnh đó thì Ice Universe cũng đã đăng tải hình ảnh và video được cho là tấm phim bảo vệ màn hình của Galaxy S22, S22 Cộng và S22 Ultra xác nhận thiết kế mặt trước của ba chiếc smartphone flagship này. Galaxy S22 và S22 Cộng vẫn sẽ giữ thiết kế quen thuộc với các góc bo tròn và camera selfie đục lỗ nằm ở chính giữa. Trong khi đó thì Galaxy S22 Ultra sẽ có thiết kế vuông giống với dòng Galaxy Note và camera selfie ẩn dưới màn hình cảm ứng. Cả ba chiếc máy này thì đều có viền màn hình mỏng hơn và đồng nhất so với người tiền nhiệm trước đây. Galaxy S22 Ultra sẽ có kích thước màn hình là 6,8 inch, Galaxy S22 Cộng có kích thước 6,55 inch và Galaxy S22 có kích thước là 6,06 inch. Vậy thôi, trên đây cũng là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.